sử là cho chúng con biết thành dòng lịch sử, theo dòng lịch sử của đất nước, cho được làm đồng trụ linh từ. Hướng về theo Phật pháp tăng là hướng giải thoát để dứt dằn lòng ta tu tâm để xin hướng được bình an. Quân cầu cho bà con nói xóm láng giềng cũng được xin thai qua nạn què huyện tuyền để được sống chung. Tiếp thêm tích đức tăng dùng đạo hạnh tận được bình an để mạnh khỏe chuẩn. Thân tâm để nhàn hà thánh thơi thoát ngoài sự thế. Ghế quân xin lạy mẫu cứu chung, ghế quân lạy các thánh mẫu nhất tùy để cứu chuông. Một năm thì sinh ra bốn mùa để hương đang ngũ cốc cho vân nhờ người thân. Quyết trạc sinh đại thánh thần rời cho yên lành bảy bay bát quay ngũ hành. Tào băng tứ phương biến hoa thực dành không mộc sai. Ghế quân xin tính cầu cho trăm họa được vui lòng. Hai cầu bách kệ hành thông để mọi đường. Ba cầu cho khối việc chính trường. Bốn cầu để đông Nam đình tuân phụ. Bảy cầu cho thiên hạ được thông đồng. Tám cầu vạn sự hành thông an khang. Bây giờ sự đã viên hoàn, chúng quân chúc tổ thiên đường vạn thu. Nam đình tịnh xuân trường. Đệ tử Hoàng Thị Tàng quân nay xin quỳ trước cửa Phần Âm hội đồng. Quan ngài đền Nam Kinh hội đồng tứ phủ âm binh các cấp thế cùng xích đạo hồi lâu. Chân ngày hôm nay xin các ngài hối đầu xin tha hội công chiêm khởi sắc. Xin nhang đệ tử ghé quan đệ tử đây xin bùa ngày hôm nay để chúng quân xin giữ trọn đời nguyện của ai tự mượn thuyền vượt quấy ai hà nghi. Bốn việc biết trăm bồ bát đại nhân thủy vụ trụ nguy nguy vị liệt ngượng di cao. Ghé quân hôm nay xin thành thực một tấm lòng. Phật A Di Đà thân kim sắc nam thuần thiên thần kiếm. Thuần thiên kiếm của Đức Thái Tổ. Nhất hợp quân tệ thiên thần. Nam Sơn tổ nghĩa phục quốc bình, phục quốc bình Ngô, kêu sự sắc. Cây kinh thiên thiết kiến đô lập điện Tráng Sơn Hà. Đại Đức Phổi Thiên, đây là hậu cung thờ Đức Thái Tổ, Lê Triều Thái Tổ. Cung điện Ư Kỳ Hoàng Lăng Ư Kỳ Hiện Linh Phó Quốc Tổ. Tiên Vương Hà Tài Thánh Linh Hà Tài Giang Lâm Bảo Dân An Hoàng Hải Việt Lê Dân Phong
Dạ, để chụp. Nói đây cho nó rất là trang nghiêm đó. Dâng bảy vị á, hay dâng mấy vị? Không ạ, lễ thôi. À, lễ. Lễ triều thống thì liền. Phó thủ tướng. Mới á? Cái gì về xác định trong bộ đây đó. Đây chỉ tài này cả cả cứ gai gai với thần kiếm thần như tôi dùng thế. Cảnh hay quá nhỉ. Đúng. Hay quá. Ngôi chùa ở trong khu Lam Kinh, nơi chỗ thờ vua Lê Thái Tổ, Đức Lê Lợi. Hai bên là cái tường giữa thì mới, nhưng mà hai tường hai bên là cổ. Thánh mẫu, ban thờ thánh mẫu này cũng cổ. Dạ quang. Dạ. Ngã cũng có ba chữ ngã bao lê.
đây là thờ Thần Hoàng. Cái đó là bởi vì cũng mưa. Vào đây dân. Thế này là cổ nhất ở đây rồi. À tự nhiên là đây, ở đây có cái bảo tháp. Vâng, bảo tháp vui vui trong. Ồ, nhưng mà vì làm sao là phá khi ra mình không làm lại như cũ nhỉ? Không rõ, lúc giờ muốn hóa duyệt cho khi chuyển sang nhà Nguyễn. Cái này có cái đó là thầy đang còn nguyên gần đây tàng tiếc. Rồi giờ nhà nước đã quyết định rồi. Thầy báo cao 3 tầng 12 ngọn.